So how do you say hello in your language? Xin chào. Xin chào. Yeah. Xin chào. Xin chào Việt Nam. Xin chào. Xin chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Yeah. Xin chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam. And what's good? This is how you say hi in Chicago. What's good? Yeah. What's up? Really chill, jazzy. Jesse và Kara là đã say hi. Xin chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Arigato. Yeah, thank you. Xin chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Yes. Does that sound good? Xin chào Việt Nam. Yes. Okay, bye. Xin chào Việt Nam. Yeah, Việt Nam xin chào. Okay, Việt Nam xin chào. Yeah. Okay, sounds good. Thank you so much. Vâng, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với vlog của Hữu Thiện. Và hôm nay là Hữu Thiện rất là vui và chia sẻ đến cả nhà mình đó là các hoạt động vui chơi giải trí của người Mỹ vào dịp mùa hè. Thì vào mùa hè là thời tiết nắng ấm và đẹp như thế này, cho nên đó là nhiều người Mỹ họ chọn ra ngoài bãi biển. Hữu Thiện gọi là bãi biển nhưng mà thật chất ở đây là cái bờ hồ Michigan thôi. Nhưng mà cảnh đẹp, bãi cát rồi nước trong xanh rồi, giống như là bãi biển Vũng Tàu vậy. Cho nên đó là mọi người là thích ra đây vui chơi các hoạt động, nhất là gia đình. Những đứa trẻ con nó rất là thích ra ngoài đây để nó vui chơi các hoạt động ở dưới nước và tắm biển rồi. Rồi, Hữu Thiện xin mời cả nhà cùng Hữu Thiện đi một vòng nha. Một vòng để tham quan cái bãi biển ở tại bờ hồ Michigan. Yeah. Hello. Đó, mọi người ở đây vui chơi rất là vui. Em from Việt Nam. Em from Việt Nam. Việt Nam. Yeah. Oh, where's the camera? Camera. Oh, look at you. Camera watching you. Hi, camera. Hi. Wait, you got like 6 cameras. Welcome to Chicago. Follow me on Instagram. Yeah. Do you like it here? Yeah, I'm living here. You like it here? I know you like. What's your name? My name is Tran. Tran? T-R-I-N. T-R-I-N. Tran. Yeah. Nice to meet you, Tran. Yeah. Nice to meet you. Okay, Tian, nice to meet you. Nice to meet you. Love you. Wait, me can too. I sell? Are you making a vlog? Yeah, I'm making. Wait, okay, follow me on Instagram. Trill T. Trill T R I L L. Dot Jazzy J A Z Y. Yeah, nice to meet you. Yeah, thank you. So wait, but you need to get in it too. Let's take one of both of us. Yeah. Turn around. Take one. Yeah. Here, my new, I'm Jazzy. Yeah, nice to meet you. Jazzy and Mark. Yes. 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 Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Đó, như cả nhà thấy là các bạn Mỹ ở đây họ rất là vui vẻ và rất là thân thiện. Yeah. I'm talking with my friend in Vietnam. Yeah. Vietnam. Vietnam. Yeah, I'm from Vietnam. So I want to talk about Jazzy. Yeah. Oh, the city? Let's talk about it. Yeah. Let's talk about it. Chicago's the place yeah. to be. Cô ấy tên là Jesse. Yeah, right? Period. Yeah. Say, do this. Period. Yeah, cô ấy rất là vui vẻ luôn. Cô ấy rất là vui vẻ luôn và rất là hòa đồng với mọi người. Okay. Như cả nhà xem. And these are my pretty friends. Show my friends. Yeah, okay. You can show. Show my friends. They're pretty. What's your name? She's shy. Look at Jesse. Yeah. Hello. Hello. This is Tan. I'm Kiara. Kiara. Like that, yeah, Kiara. Tên cô ấy là Kiara. Đó, cô ấy là một cô gái Mỹ rất là vui vẻ và rất là hòa đồng luôn. Yeah. So how do you say hello in your language? Xin chào. Xin chào. Yeah. Xin chào. Xin chào Việt Nam. Xin chào. Xin chào. Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Yeah. Xin chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Đó, thì Jesse. And what's good? This is how you say hi in Chicago. What's good? Yeah. What's up? Really chill, jazzy. Jesse và Kara là đã say hi. Xin chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Arigato. Yeah, thank you. Đó, như cả nhà thấy một vòng. Các cô gái Mỹ ở đây rất là vui vẻ và gửi lời là xin chào tới khán giả Việt Nam. Cô ấy hỏi là cái tiếng là say hi. I hope you're enjoying your station. Yeah, thank you so much. Enjoy so much. Yeah. Tara. Một cái vũ điệu rất là sexy. Good luck on your
vlogs, you know, like my boy's channel, subscribe, because you already know how we do out here, so, you know. Mọi người ở Việt Nam ủng hộ cho Jessica và Kiala nha. Yeah, Kiara. What's your name? Yeah. This is my new friend, Tim. Yeah, nice to meet you. Nice to meet you. Okay, nice to meet you too. Yeah, nice to meet you. I'll look at your vlog when this is up. When will it be up? To live here for 1 year. So how do you like it here? Do you like Vietnam better? Chin, I thought you left. I feel like Vietnam is better. Hey, this is our other pretty friend over there. We just met her. Come on. So we're gonna be in the vlog. So what do you do on your YouTube channel? Like, what type of videos do you usually post? Maybe I record activity, everybody. Oh, like YouTube vlog? Yeah. Oh, okay. So that's why he's here. Yeah, activity outside. For example, today, I come here and I see you. Oh, okay. It worked out, right? Okay. Is this your first time at Montreal Beach? Yeah, the first time. Yeah, me too. It's been my first time in a long time. Compared to like North Avenue Beach and stuff. Yeah. So, do you like it? Yeah, I really like it. The weather is nice. So, very, very nice. So, I love it. That's good. Yeah, I think everyone should be nice because not a lot of people are nice nowadays. So I think everybody should be nice. And I'm glad you enjoyed it so far. Yeah. You're young. Yeah. And how about you? I'm 19. Yeah, so nice. So nice. Yeah. Yes, still teenager, about to be 20. Teenager. But yeah, so I'm glad you had fun. I'm glad you saw us and all our friends. Yeah, with your friends in your school. Right now, we're actually in college, but yeah. Right away. Oh yeah, we graduated high school already, yeah. Like 2 years ago. Yeah, 2 years ago. What do you know in the future? In the future, I plan to be an entrepreneur. I will be coming up with my own brand. It's probably, you know, I still need to launch it. It's definitely gonna have Chem in it. So, you know, if you would like, you can follow me on daddy.chem on my Instagram. Stay tuned. But yeah, I plan to be an entrepreneur and like do stuff, beauty, esthetician, all of that. So yeah, those are my plans. Have a nice day. Thank you. Marketing, all of that. So we got this, right? Yeah. And I do YouTube, but just a little bit. I haven't posted anything recently, but yeah. Do you know about Vietnam? A little bit. Mm. But you can tell me some more. Vietnam located Asia. Okay, Asia. By Asia? Near Thailand, yeah. Near Thailand. Near Thailand. Okay. The weather in Vietnam but rainy and sunny. Okay, rainy and sunny. So yeah. It gets very humid? Yeah, the people in Vietnam so very friendly. Okay. Easy going. But same for me. But same for me. Okay. Yeah, you're a prime example of Vietnam. I feel like you portray them very well. You're a good example of their citizens. Wait, Jasmine. Yeah. I hope one day you can come there. Oh yeah. I will a tour guide to take you around. Yeah, for sure. In the south, in the north, in the central. Yeah. I want to try their food because I love to try their food. Yeah, I see our food. Famous food about pho. Okay. For example, tang noodle. Oh, wait, what is it called? Tang noodle. Tang noodle? Yeah, tang noodle. And it's around here? In the Agayo, tang noodle. Oh, okay. Yeah, very famous. It's very famous in here. Okay, I need to try them because I love ramen noodles. So a lot of food. Okay. Yeah, they have a lot of stuff, especially like, you know, around here. We're really diverse in Chicago. That's why I really like Chicago, but yeah. I like the weather in the summer. Oh yeah. But I'm afraid the weather in the winter so cold. Oh, okay. Yeah, it's pretty cold. Wait, in Vietnam is cold? Vietnam cold. Not like here. Oh, okay. Yeah, here we get all four seasons and it's kind of cold sometimes. Mm. Well, a lot. Yeah, no. Nowhere near how we are over here. Yeah. Where your friend? Oh, my friends all went over there. Wow. Nice to meet you guys. Yeah, nice to meet you. Yes, it was nice to meet you too, sir. Yeah, can you say Xin chào Việt Nam? Xin chào Việt Nam? Yes. Does that sound good? Xin chào Việt Nam? Yes. Okay, bye. Xin chào Việt Nam. Yeah, Việt Nam xin chào. Okay, Việt Nam xin chào. Yeah. Okay, sounds good. Thank you so much. Of course. Thank you. I'm gonna just hang out with my friend a little bit. But it was nice to meet him. He's a very nice guy. Come and check out Chicago whenever you would like. There's more beaches than Montrose, but yeah.
come and have fun. Yeah, thank you so much. Thank you. Have fun. Okay, bye. Yeah, bye. Thì cả nhà thấy là Hữu Thiện chỉ mới đi một vòng thôi, nhưng mà người Mỹ họ rất là vui vẻ. Họ say hi với Hữu Thiện và họ hỏi là Hữu Thiện từ đâu đến. Và Hữu Thiện nói là Hữu Thiện đang sinh sống tại Chicago. Và Hữu Thiện quay các hoạt động và các cuộc sống đời thường ở nơi đây. Cô gái đó thì chỉ 18-19 tuổi thôi. Cô gái rất là vui vẻ và rất là hòa đồng. Thì qua đó là cả nhà cũng thấy là người Mỹ họ rất là vui vẻ luôn. Khi mình gặp ngoài đường, họ sẵn sàng, họ vui vẻ và họ đón tiếp mình, welcome mình luôn. Và Hữu Thiện là cũng không quên giới thiệu về đất nước Việt Nam và những con người Việt Nam cho họ, cho nên họ rất là hào hứng và họ nói hai tiếng là xin chào Việt Nam. Vậy là bye bye nha. Dạ. Bên gì tắm không? Không lên không? Dạ. Dạ. Như cả nhà thấy là vào mùa hè, những đứa trẻ thì nó rất là thích ra ngoài đây để tắm. Vì thời tiết rất là mát luôn. Đứa trẻ nó rất là thích ra đây vui đùa, vui chơi. Bên gì? Say hi bên gì? Hi, hi bên gì? Bên gì lại xuống nước nữa nè. Rất là thích nước luôn. Tại vì đó là cái mùa đông bên Chicago á là rất là dài, mùa hè rất là ngắn. Cho nên nó vào cái thời tiết đẹp như thế này á thì mọi người ai ai là cũng tranh thủ đi ra ngoài bờ hồ để ngắm cảnh và tắm mát như thế này. Đó, nhìn mấy đứa trẻ nó tắm rồi. Okay. Khi mà Hữu Thiện qua đây rồi, Hữu Thiện đi ra cái bờ hồ này á, ở đây chỉ gọi là cái bờ hồ thôi, nhưng mà có người cũng gọi là biển, nhưng mà thật chất đây chỉ là cái bờ hồ thôi. Hữu Thiện là cảm giác như là ở biển Vũng Tàu vậy, cảm giác mình thấy là cát vàng này ha, nước trong xanh này ha. Rồi những con người ta xuống đây tắm biển vui đùa rồi. Hữu Thiện nhớ tới là như là đang ở Vũng Tàu, đang tắm biển Vũng Tàu vậy. Những đứa trẻ vui đùa. Mình không nghĩ là mình đang ở trên bãi biển Mỹ luôn nè. Dạ, hai đứa tụi bay đây đi. Không chưa lên luôn rồi. Dạ, hai bay đừng có chơi dơ nữa. Dạ, đi lên. Trời. Anh chị, sao cá không kìa, đẹp. Rửa cái lưng đây, rửa cái lưng theo mình đi. Bên chị mặc bên chị đỏ rồi kìa. Cái lưng con cá không kìa. À, đang dưới xe hết giờ rồi con. Cái lưng cá không kìa. Nằm xuống rửa đi, nằm xuống rửa cá. Cá bên thôi nằm. Cả nhà thấy là rất là nhiều người Mỹ. Họ ra đây họ vui chơi, họ cắm cây dù. Họ vui chơi, ở ngoài biển họ tắm biển, rồi đem theo đồ ăn đồ. Họ tắm xong rồi họ lên họ ăn. Rồi có những con hải âu nè, nó thấy mình có đồ ăn nó cũng bay lại nè. Một cảnh tượng rất là đẹp đúng không cả nhà? Cả nhà thấy cái xe này giống như cái xe bán cà rem ở Việt Nam không? Nhưng mà thật chất là đây là bán cà rem á. Bán cà rem. À, đó, nhìn cái xe này là nhớ tới Việt Nam luôn. Nhưng mà ở đây là cũng có cái xe họ bán cà rem luôn. Người này người Mỹ hả chú? Người này người Mỹ à? Dạ. Đây là những người Mỹ, họ có cái xe họ đi bán cà rem dọc theo bãi biển như thế này. Rất là đông vui. Đó, họ đi bán cà rem dọc theo bãi biển, rồi có cái chuông nữa, cái chuông cà rem nữa. Hữu Thiện nhớ lúc nhỏ mà ở nhà mà nghe cái xe mà với cái chuông cà rem nó lắc len keng này á, là từ ở trong nhà phóng ra, mở cửa phóng ra chạy ra để mua một cái cây cà rem để ăn. Ở bên Mỹ này cũng có cái xe bán cà rem nha cả nhà. Rất là thú vị luôn. Cái gì cũng có hết. Những đứa trẻ nhỏ rất là thích chơi đùa với cát luôn. Có những cái bộ đồ chơi ở ngoài bãi biển á, chúng đem theo chúng ra đây chúng chơi, chúng rất là thích. Vào mùa hè thì rất là nhiều cái hoạt động ở ngoài trời, nhất là ở dưới bãi biển như thế này. Tại vì thời tiết thì cũng hơi nóng, cho nên họ ra ngoài biển và họ muốn tắm dưới cái làn nước mát như thế này.
nhất là trẻ con rất là thích nước và rất là thích cát. Rồi có những người dắt những chú chó xuống và vui đùa nữa nè. Vâng, và Hữu Thiện cũng xin giới thiệu ở đây đó là bãi tắm dành cho chó. Như trước mặt cả nhà thấy nè, có cái hàng rào ngăn lại. Một bên đó bãi tắm dành cho người, bên đây thì dành cho là mọi người bên đây tắm, còn bãi tắm bên đây là dành cho những cái chú chó, có cái hàng rào cách biệt luôn. Đó, bãi tắm dành cho chó nha cả nhà, nó có hàng rào rào lại. Những cái chú chó rất là thích luôn, vui đùa ở dưới nước rồi. Chủ nhân thì dắt xuống đây tắm và họ ném những cái trái banh ra xa rồi những chú chó tha về. Những cái con chó này rất là thông minh luôn. Hôm nay Hữu Thiện sẽ quay cho cả nhà mình xem là bãi tắm dành cho chó nè, nơi vui đùa của các chú chó. Rất là khôn luôn. Đó, chủ nó kêu nó quay về nè. Bên đây là những cái chú chó này là đầy đủ các dịch vụ hết cả nhà, cái gì cũng có hết. Lúc trước là có quay một cái video mà cửa hàng dành cho thú cưng là các loại thú cưng, các loại chó là đầy đủ các dịch vụ hết, cái gì cũng có, từ y tế, sức khỏe, bảo hiểm. Ngày nay là có bãi tắm dành riêng cho chó luôn. Chó bên đây nhìn thấy được cưng, được yêu thương, cái gì nó cũng có hết cả nhà ơi. Ở đây có cái giống chó là gọi là husky, con chó husky ngoài kia kìa. Là mùa đông á, nó rất là thích tiết luôn, nó ra nó vui đùa với tiết rồi nó ăn tiết luôn. Mùa hè nó ra nó chơi với nước. Mấy con chó này rất là năng động luôn. Tắm nó vui đùa với nước. Nít Mỹ thích cưng lắm cả nhà, baby của Mỹ rất là cưng luôn. Nhìn nó giống như là búp bê vậy. Nhìn cái bãi biển này nhớ Vũng Tàu quá cả nhà ơi, cũng có cát vàng, nắng ấm, nhìn y như bãi biển Vũng Tàu luôn. Có khác một cái đó là ở đây đó là người Mỹ không, người Việt mình thì rất là hiếm, rất là ít. Có cái đàn hải âu, mấy con hải âu này nó rất là thân thiện với mình, tại vì đó là những người Mỹ họ ra đây họ ngồi họ có đồ ăn, mà xăm tham thì thỉnh thoảng là họ quăng đồ ăn cho nó ăn, cho nên nó rất là thích và nó rất là gần gũi với con người mình luôn. Ở đây từ cảnh vật, thiên nhiên rồi con vật rồi, nó rất là gần gũi với con người. Mấy con hải âu này cả nhà thấy là người Mỹ họ rất là thích phơi nắng luôn, bởi vì mùa hè bên đây rất là ngắn, cho nên họ tranh thủ họ ra đây họ phơi nắng, gọi là phơi nắng luôn, phơi đến nỗi mà nó vàng nó đen không biết chịu. Chứ thôi mùa đông tới đâu có nắng đâu cả nhà, gọi là phơi nắng luôn á. Cho nên nó là cả nhà mình thấy là những người nước ngoài mà họ sang Việt Nam mình á, những cái bãi biển như là Nha Trang rồi Phú Quốc rồi, họ rất là thích nằm phơi nắng hàng giờ luôn, tại vì họ thiếu nắng, thiếu vitamin nắng. Ngay cả Hữu Thiện sang đây cũng vậy, Hữu Thiện nhiều khi sáng thỉnh thoảng cũng phải đi kiếm nắng mà phơi, vì thiếu vitamin nắng nằm phơi nắng.
Em nhà mình xem video các hoạt động ngoài trời của người Mỹ có thú vị không? Hú Thiện đi một vòng để quay cho cả nhà mình xem. Thú vị nhất là cái xe kem này, xe cà rem. Ký ức tuổi thơ của Hú Thiện, cả một tuổi thơ ăn cà rem. Nghe cái xe này đó là tung cửa chạy ra để mua cà rem ăn. Cái cà rem hồi xưa hình nhớ là những cái 500 đồng. Còn cà rem Mỹ chắc 1 đồng. Rất là đông luôn. Người Mỹ họ nằm ở phơi nắng á cả nhà. Phơi nằm, phơi ngửa, phơi lật, phơi úp, phơi đủ kiểu á, phơi cho nó đen điều á. Cái biển này cũng dài rồi luôn á cả nhà. Có thể đi một vòng từ đầu này tới đầu kia mà chưa hết. Những giờ lỗ thì đang đi giữa cái bãi biển này. Rất là dài luôn. Like, subscribe và chia sẻ với cả nhà mình xem nhé. Quang xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.